quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Song Hye Kyo và tin đồn tái hôn với tỷ phú Hồng Kông, nhiều ý kiến trái chiều. Song Hye Kyo được đồn đoán sẽ tái hôn sau gần một năm đổ vỡ hôn nhân với Song Joong Ki. Phía nữ diễn viên hiện từ chối đưa ra phản hồi. Một nguồn kênh khẳng định chính vì Song Hye Kyo quen biết với người đàn ông này nên mới dẫn đến chuyện cô và Song Joong Ki chia tay. Tuy nhiên, phía khác lại cho rằng cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn không liên quan gì đến người tình mới của Song Hye Kyo. Hiện tại, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, chủ yếu chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Đầu tiên, ý kiến thứ nhất là đồng ý và sẵn sàng ủng hộ tình yêu của thần thượng Song Hye Kyo, tài năng và quyến rũ. Cô ấy đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trong tình yêu nên chúng ta nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Thứ hai, phản đối và khuyên Song Hye Kyo nên suy nghĩ kỹ càng. Nữ nghệ sĩ có thể do đang buồn bã chuyện ly hôn với Song Joong Ki nên đã không cẩn trọng khi đưa ra quyết định như vậy. Đồng thời, họ quyết định kết hôn quá nhanh sẽ dẫn đến việc cả hai chưa hiểu hết tính cách và lối sống của nhau sẽ khó khăn hơn sau khi kết hôn. Đáng lưu ý, những thông tin này lại được rộ lên từ truyền thông Trung Quốc thay vì truyền thông Hàn Quốc, nơi cả hai diễn viên sinh sống và làm việc. Giữa làn sóng bàn tán, không ít ý kiến nghi ngờ về độ xác thực của câu chuyện. Phía truyền thông đã liên hệ với quản lý của Song Hye Kyo nhưng không nhận được phản hồi gì.